9 cách giao tiếp khiến ai cũng yêu quý bạn. 1. Khi giao tiếp với nam giới, bạn cần chú ý tính logic chứ không phải thiên về tình cảm. 2. Khi giao tiếp với phụ nữ, bạn cần chú ý đến cảm nhận của cô ấy chứ không phải ngồi đấy nói đạo lý. 3. Khi giao tiếp với trẻ con, hãy động viên, khen ngợi, cổ vũ con chứ không phải mang tính áp đặt. 4. Khi giao tiếp với người già, bạn cần thể hiện sự tôn trọng đối với họ chứ không phải tranh cãi đúng sai, phải trái. 5. Khi giao tiếp với người nghèo, bạn cần nói với họ lợi ích chứ không phải nói đến hoài niệm. 6. Khi giao tiếp với người giàu, bạn hãy ca ngợi phẩm chất năng lực của họ chứ bạn đừng khen họ lắm tiền. 7. Khi giao tiếp với cấp dưới, bạn cần tôn trọng họ chứ không dùng mệnh lệnh với họ. 8. Đối với những người có tính cách nóng vội thì bạn cần giao tiếp thẳng thắn với họ chứ không nói vòng vo bóng gió. 9. Khi giao tiếp với người giỏi hơn mình thì bạn nên nhớ hãy dùng thực lực, năng lực của mình để chứng tỏ bản thân chứ không phải nịnh bợ họ.